Ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi được làm MC. Đây cũng là lần đầu tiên của em. Đây cũng là lần đầu tiên của em. Nhưng mà lần đầu tiên được làm reviewer ẩm thực. Lần đầu tiên của diễn viên Huy Bách và MC Thanh Mai có điều gì thú vị? Mù tạt ra sông lên mũi. Rất là ngon. Mời quý khán giả đón xem chương trình Điểm hẹn cuối tuần phát sóng ngày 10 tháng 9 trên kênh Style TV VTV Cap 12.